Hello, chào anh em. Hello chú Đậm, có em không anh nhỉ? Thì nếu mà người nào mà có comment trước thì có hết á, còn người nào chỉ có một riêng Tú trễ quá là Tú không có ha, tất cả đều anh em đều có hết đó. Nhưng mà khoan, bên từ từ bên sẽ like bốc thăm sao ha. Thì trong thời gian mà chờ đợi anh em không hiểu về cái gì kỹ thuật nè, cách câu nè, câu biển, câu đầm, câu gì Vinh cũng có thể trả lời cho anh em hết. Nếu mà Vinh biết cái gì á, Vinh sẽ tư vấn cho anh em hết, anh em cần cái gì á. Câu có đục số mà đục thua rồi, chủ đầm giờ thua rồi. Câu đầm mà đầm nuôi luôn mà câu quýnh cũng bể đầu nữa thì chán quá, không biết nói sao luôn thiệt chứ. Anh em cứ cần gì, không hiểu về cái gì, câu ở đâu, cần máy hay gì anh em cứ hỏi là Vinh trả lời cho. Hello, hello, nhìn cái biết liền. Hello anh Toàn Đạo, I love you bập bập. Nhưng mà bây giờ hiện tại là bên tay bây giờ mà không biết chừng nào nó khóa nha. Hên xui nha, tại vì cái Facebook của Vinh là Facebook bán hàng. Bởi vì cái khả năng mà nó khóa rất là cao. Hy vọng là không khóa nha. Ôi chào anh em, chào anh em, 19 người rồi. Câu kiểu gì để không bị bể đầu vậy sao? Chủ đầm á là phải mua giống đồ giống như bên như nè, là không có bể đầu. Ví dụ là chủ đầm là mua cây, cây một là cây ti nè, hai là cây Olympic Super Koto AT nè, quýnh máy là Exit SLB. Mồi á thì đã qua giấc cò hết, không có đánh đầy qua, không có đánh gì hết nha, đánh giấc cò hết. Bảo đảm với chủ đầm luôn, nếu mà bể đầu á, bể đầu á có gì chủ đầm nói bên, bên tặng cho bộ cần khác luôn, khỏi cần mua. Nhưng mà quýnh giống Vinh nha, Vinh đánh sao rồi đánh giống vậy nha. Câu như thế nào để cho bớt mớm anh? Câu dễ lắm, câu bớt mớm dễ lắm, có gì đâu. Lúc nào á trong người mình, trước khi mình đi câu lùa đúng không, lúc nào mình cũng phải đi ra chợ á dặn, ví dụ đi ghe đi dặn chủ ghe, còn nếu mà đi câu bên đi xe á thì dặn chợ, lúc nào cũng phải có một bịch tôm ở trong túi hết á, trong ba lô hết á, chơi không được là móc con tôm ra để ngay cổng là lụm thôi. Chia sẻ đến đó hả? À đúng rồi, cái này cũng hay ha. Đó á, nó là dòng top water. Thì đánh top water nó có hai dạng, một là mình đánh bóp và đánh đó, hoặc là cái con quay như này, cái con mà hai cái cánh á, thì cái đó thì Vinh nó cũng không kia, nó không chia ra một cái loại khác hoàn toàn, nó cũng nói cái đó là top water luôn, nhưng mà cái thời đại đó nó hơi khó chơi thì Vinh bỏ qua cái đó, mà chỉ Vinh chỉ nói là hai loại duy nhất thôi, đó là đó và bóp thôi. Thì đó mà bóp á, nếu anh em muốn đánh hay á là anh em phải đánh, thứ nhất là đánh bóp ở đó là đánh thứ nhất là sáng sớm hoặc là chiều tối, nhưng vẫn có thể đánh buổi trưa tùy vào cái địa hình, cái ví dụ cái địa hình đó nó cạn, hoặc là cái địa hình đó bữa đó trời nó hơi mát mát, hoặc là cái chỗ đó nó mình đánh mồi chìm hoài nó không ăn thì có thể mình đánh bóp vẫn được nha, nó không có theo quy tắc gì hết. Câu cá là không theo quy tắc gì 100%, cơ bản thôi, rồi từ đó mình biến tấu ra. Thì bình thường á thì sáng thì Vinh sẽ lấy con bóp mình đánh, mình đánh khoảng chừng 5 đường 10 đường. Đánh bóp giúp con đó là phải đánh dài, đánh nhiều, cái thời gian nó dài ra thì nó mới hiệu quả. Đừng có đánh anh em vừa đánh mới có một hai đường không được. Cá nó mang đâu. Đánh phải nhiều thì con cá nó mới kích thích. Nó ví dụ nó đang bể đi đúng không? Nó tức quá, nó nghe cầm thanh nó tức quá nó mới ăn. Con bóp với con quýt đó, working dog á là đặc trưng của nó là như vậy. Đặc trưng của nó vậy, nó tức nó mới ăn, chứ thường thì theo bên cái cảm giác của mình là nó không có ăn mồi, mà giống như nó tức giống như ai mà vô thăm chiếm cái lãnh thổ của nó thì nó mới săn mồi thôi. Thì anh em đánh bóp khoảng chừng 5 đường 10 đường, anh em cảm thấy nó không hiệu quả, anh em đổ con đót ra đó, đó anh quýnh lại cũng giống vậy, 5 đường 10 đường. Thì con đót á, nó có hai dạng đánh, nếu mình chỉ nói về giáp cò mình không nói về hãng khác, nếu mà về nói về con Bonnie thì anh em cứ quăng ra nó nhẹ nhẹ được cần như thế này, hướng 8 giờ hướng này thì nó sẽ ra là sao ta, nó sẽ ra giống như con rắn nha, giống như con rắn. Anh em đánh khoảng chừng 3 đường 4 đường, sau đó anh em vẫn đỡ ra quăng cũng ngay cái đường đó, ngay cái điểm đó luôn, anh em cứ giật sẹt sẹt sẹt. Thì cái con Bonnie á thì nó sẽ nhảy giống như con tôm, chạch 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 chạch, nhớ đánh là phải có điểm dừng nha, chứ đừng có đánh mà sẹt 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 là con cá nó không bao giờ ăn kịp. Đánh phải có điểm dừng,
đánh theo cảm giác. Thí dụ mình đánh nhịp 1-2-3 dần, 1-2-3 dần, 1-2-3 dần, hoặc là nhịp 1-2 dần, 1-2 dần, hoặc là nhịp 1 dần, 1 dần cũng được. Không có theo một cái quy tắc nào hết. Mình đánh sao cảm giác được con cá nó ăn là được. Và hãy nhớ khi mà con cá nó đã ăn rồi, mình nhớ trước đó mình đánh như thế nào. Anh em cứ đè quýnh như thế vậy, khả năng lần sau anh em sẽ dính cá. Ví dụ giờ mình đánh sẹt sẹt sẹt, đánh 1-2, đánh 2 nhịp xong đến bên đánh nhịp kịch 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 ha. Mà nếu mà con cá mà nó ăn thì mình phải nhớ lần sau mình phải đánh giống như vậy, thì cái khả năng, cái xác suất mình đánh dính cá nó sẽ cao hơn ha. Thì anh em cứ đánh kết hợp giữa bóp và working dot, nó sẽ hay hơn là anh em đánh dot không hoặc là bóp không. Hello Minh Tấn, chủ đầm nó mất tiêu rồi ta. Mới nói chủ đầm cái cây ti với đây cây Olympic, chủ đầm nó đô mất tiêu rồi. Hello cái chủ đầm, hello, chào tất cả anh em nha. Như lâu lắm rồi Vinh mới like lại ha. Cái đây khoảng từ lúc mà dịch đó, dịch thì Vinh mới bắt đầu like. Và Vinh like chừng chắc 2-3 bữa cái YouTube nó, cái Facebook nó khóa luôn. Thì Vinh không có like nữa, đến giờ thì cũng không like luôn. Lâu lâu thì Vinh cũng nghĩ là Vinh like để cho anh em xem, mà anh em hỏi kỹ thuật hay gì đó. Nhưng mà nhiều khi Vinh bận quá, cái ngày qua ngày cái Vinh quên luôn, Vinh không có like. Thì hôm nay là cũng cái dịp mà Vinh event bốc thăm trúng thưởng. Thì nếu mà anh em cứ cần gì cứ hỏi về kỹ thuật, kỹ thuật bất kể cái gì luôn, bất kể thể loại chơi luôn. Vinh biết mình sẽ hướng dẫn cho anh em, kể cần máy dây cái này luôn, mồi luôn, câu biển, câu gền, câu gì, câu đái, câu gì, câu ngâm, kể cả câu đài luôn ha. Nhưng mà câu đài bỏ qua bên này, thì hiện tại mình chơi mồi giả. Để bên lúc trước mình cũng nói với anh em biết là cá măng ở bãi đánh mồi nào nhảy và cách đánh như thế nào. Ủa, cá măng dễ mà. Cá măng ngoài Bắc thì Vinh không biết, tại vì Vinh chưa chơi. Nhưng mà theo Vinh nghĩ cái bản chất nó săn mồi cũng giống nhau. Thì con cá măng á, đặc trưng của nó ăn nhanh và chìm lắc. Những cái con nào mà nó chìm lắc, nó ăn nhanh, mình đánh nó nhanh thì nó sẽ ăn. Chẳng hạn giống như những con mà mình đánh, mà bình thường mà Vinh hay đánh măng lớn, nếu mà ở ngoài Bắc thì thường sẽ là măng lớn, thì Vinh sẽ đánh con Jacko Chicodon 70 hạt đúp. Con đó nó đánh được chẽm và măng luôn. Thì nếu anh em có đánh măng á, thì ngoài Bắc á, thì nên chọn con đó. Tại vì măng ngoài Bắc rất là to. Mình đánh cái con nhỏ đó, bình thường ở trong Nam á, đánh những con măng nhỏ thì sử dụng những con mồi nhỏ thôi. Mồi nhỏ thì nó bắt cá nhỏ, nó dễ dính. Nhưng mà ngoài Bắc á, cá nó khá là, cá khá là to đó, mà anh em đánh những con mồi nhỏ cái lưỡi nó tải không có hết. Khi mà con cá măng nó ăn vô, nó chạy là quát lưỡi liền. Đồ anh em cứng cái là quát lưỡi, quát lưỡi. Thì cứ sáng mình đánh cá chẽm nè, thì cứ cá chẽm, cá nước mặn á, cứ sáng sớm, cứ đè sáng sớm đánh là hiệu quả nhất. Còn nếu mà trường hợp mà nó không ăn thì bắt buộc phải kêu chủ đầm người ta mở nước cho mình đánh. Hoặc là nếu mà trường hợp thứ hai mà đánh mở nước vẫn không ăn, thì anh em phải kêu người ta, nếu mà người ta muốn cho mình dính cá đó, thì kêu người ta xả cạn nước cách đó khoảng chừng một tuần, giữ nước cạn. Sau đến có ngày có nước, mở nước ra, cá nó sẽ ăn. Còn nếu mà cá nó không ăn, anh em chỉ chơi thâm sống thôi, mình bỏ tay. Cách đó mà không ăn nữa thôi là thua. Thì con cá măng lớn thì chục ký thì mình cứ đánh mồi lớn thôi, cái đó rồi. Nhớ, cứ nhớ, con cá lớn ăn mồi lớn, con cá nhỏ ăn mồi nhỏ. Cứ nhớ trong đầu lúc nào cũng vậy, gần như là bất di bất dịch luôn. Chỉ có những trường hợp ngoại lệ giống như Tú nó dính con cá chẽm lớn bằng con mồi nhỏ thôi. Kiểu giống như nó ghét, nó táp mồi thôi. Thật chứ á, là giống như anh em tưởng tượng đi, giống như Vinh bự cao to đúng không? Thằng nào nhỏ nhỏ kế đem đi quê cái mình, mấy này nhỏ xíu lo nó làm gì. Mình phải coi thằng nào bự bự cỡ mình đúng không? Mình chơi nó, thí dụ vậy. Thì con cá nó cũng giống như vậy. Nó thấy cái con nào to nó ăn thì nó mới ngon miệng, chứ con nhỏ nhỏ ăn vô nó chán lắm. Giống như mình cũng vậy đúng không? Mình ăn mới thích ăn, mình bự mà. Mình ăn cái gì nó to, nó bự mình mới thích, ăn cái gì nhỏ nó thích đâu. Anh em cứ nhớ, con cá lớn là quýnh mồi lớn, con cá nhỏ thì quýnh mồi nhỏ. Mồi nhỏ thôi chứ đừng có lấy con cá nhỏ xíu, con mồi nhỏ xíu mà con cá lớn nó vô lý á. Nghe nó vô lý á. Có nhiều anh em người ta vẫn lấy con mồi nhỏ con cá lớn. Nhưng mình thấy nó bất hợp lý. Cái đó là nó không có hay. Mình chơi kỹ thuật đó không hay.
trừ khi cái chỗ đó con cá nó bể quá đi thì mình mới chơi thôi. Nhưng mà mình phải đánh mồi lớn trước rồi mới đánh mồi nhỏ, chứ không có đè mồi nhỏ trước rồi mới đánh mồi lớn ha. Mồi nhỏ đánh trước lỡ con cá lớn ăn vô là anh em ngó thua, không có bắt được đâu. Đúng rồi, đánh măng là phải nhanh, nhanh phải nhanh, nhưng mà cũng phải có kịp dừng nha, chứ không phải đánh nhanh sẹt con cá nào không kịp đâu. Đánh nhanh dừng, nhanh dừng, nhanh dừng, thì lúc mà mình dừng con cá nó lắc như thế này nè, lắc như thế này nè. Hello, chào tất cả anh em nha. Ồ, con nè, con thằng bà báo nó vô nó dữ á, bể đầu đi với bên bể đầu mấy lần rồi đó. À, Bình chia sẻ về cái thời gian Bình chơi ha, tại vì anh em có hỏi gì hết trong thời gian thì Bình chia sẻ cái thời gian Bình chơi. Lúc đầu á là Bình đó chắc khoảng học lớp 7, lớp 8 mà chắc khoảng 12, 13 tuổi á. Phải không ta? À 13, 14 tuổi á là để dành tiền cả năm trời á mua cây cần câu cá cha á. Vô câu hay quá sức rồi. Đó là câu cá cha. Câu cá cha có chơi tùm lum hết á. Thì từ lúc đó là mình chơi, biết bắt đầu chơi cần câu mái luôn á, là từ đó mình chơi cá cha nè, cá chơi nè, rồi sau đó là cá cha mình không chơi nữa, mình câu cá cha không giỏi lắm, cá cha không giỏi. Trong các môn chơi á, nếu mà nói giỏi nhất á là mình câu đài là mình giỏi nhất, câu lô mình không giỏi bằng, thật sự câu lô mình là câu đài hồi đó là chuyên môn đi săn hồ, người ta kiếm cái hồ nào mà người ta mà câu cá cha đầu cá mè rồi đó, đi vô trong đó cầm con cần câu đài vô đó quýnh quýnh người ta, là chỉ có trả tiền lại thôi, quýnh ối tiền lại mấy lần rồi xong nghỉ bán đồ luôn, đuổi luôn, nó không có chơi vô câu nữa, là chủ hòn ta không cho câu nữa, mà Vinh mới nghỉ qua câu lô đến giờ luôn á. Đẹp trai, cảm ơn. To lắm, cả chục đàn chịu thôi. Ví dụ cá nó mình quýnh mồi giả quà nó không ăn thì cũng phải chịu thôi, cũng đổ vào mồi sống rồi. Nhưng mà mình đánh mồi giả nó có cái hay của nó là nó tiện lợi và nó nhanh, giống như mà đánh vít á. Nếu mà nói về đánh vít đánh biển đi ha, mà khi mà con cá nó vô bầy á, anh em quýnh mồi sống không có nhanh bằng mồi vít. Tại sao? Tại vì mồi vít á, mồi sống á, anh em phải quýnh cục chì nó rất là lớn. Nếu mà dòng chảy cao hay giống như giờ ở bên nói về con đảo đi ha, dòng chảy nó cũng vừa, nó không cao lắm, nhưng mà nó quýnh, nếu mà nước mà khi mà nó chảy nhanh á là anh em phải quýnh cái cục chì nó đến khoảng cỡ là 800 gram, trong khi mình đánh vít khoảng chừng 150 là nó đã xuống đáy rồi. Thì em cứ tưởng tượng đi, khi mình thả con vít xuống 150 có nghĩa là quýnh nhẹ hơn và nhanh hơn rất nhiều. Vinh đang nói về cá bầy, Vinh không nói về đánh bình thường nha. Nếu mà nói về cá bể, anh em quýnh mồi sống vẫn hiệu quả hơn. Nhưng nếu mà nói về cá bầy thì đánh mồi giả nó vẫn hay hơn. Giống như cá mới đó, cá mới quýnh mồi giả hay lắm. Hello An Phạm, hello chào tất cả mọi người nha. Chào chào mọi người nha. Anh em cần cái gì, ví dụ không biết gì, câu cá cháp nè, cá chẽm nè, cần máy sao cứ hỏi. Thông số thì Vinh hướng dẫn cho, cần nào thì biết thì mình hướng dẫn cho. Trong thời gian mà chờ đợi cái mấy anh em vô đầy đủ á, thì bên like để hỏi kỹ thuật đồ này kia đó thì bên trả lời cho, rồi để chút xíu rồi bên like mấy cái này quà tặng ha. Bên làm sẵn hết rồi, như này hết rồi, tên của anh em đầy đủ ha, trong đây hết rồi, từ 10099 rồi, để chút xíu bên sẽ thông báo sao. Không có, bên không có mập đâu bạn, tại trên video á 67 kg à, 67 68 kg à, đang muốn giảm xuống còn 63 mà giảm không được. Cũng nhịn ăn dữ lắm, ngày ăn có mỗi bữa ăn có một chén cơm mà không biết sao nữa, mà ăn giặt nhiều quá. Câu nhồng mà con nào hiểu bà anh mình. Câu nhồng á thì nếu mà nói về hiệu quả mà phải nói về cái chỗ mình chơi, thứ nhất là cái chỗ mình chơi là quan trọng nhất. Cái chỗ mình chơi thứ nhất là nó phải có cá, thứ nhì cá nó không có quá bể thì mình câu con gì gần như nó cũng rất là dễ ăn. Giống như ví dụ anh em đánh những con cá nhồng, đặc trưng của nó là cái miệng nó cũng to và răng rất là bán. Thì đặc trưng của cá nhồng
anh em cứ lựa những con mồi nào dài và đừng lặn quá sâu. Lặn lửng là được, ví dụ lặn khoảng chừng từ 8 tấc đổ lên, 8 tấc đến khoảng 5 tấc là ok nhất. Cái khoảng cách đó là con cá nhồng nó thích ăn nhất. À, còn nếu mà trường hợp mà nếu cá bể quá, cá bể mà phải quýnh, quýnh không mồi to nha, con không quýnh mồi nhỏ nha, quýnh mồi nhỏ nó lọt vô miệng nó là đứt thôi. Còn nếu mà trường hợp mà bể quá, cá bể quá đi ha, anh em có thể đánh con làm đào. Mình đánh con làm đào đụng con cá nhồng rất là nhiều, nhưng mà con làm đào á là nó hay bị lọt vô miệng trong con cá nhồng, khi đó nó cắn là đứt thôi. Đó, anh em cứ đánh con làm đào. Bên đánh bên cá nhồng mà bên bên gì ta, đầm mậu. Đầm mậu là nó cứ lọt vô miệng nó hoài, nhưng mà nó có ăn. Thì bữa nào anh em hên á, thì khi mà anh em giật ra cái lưỡi nó nằm phía ngoài á thì nó vô cá thôi. Còn nếu mà đầm mậu bình thường á, anh em cứ đánh những con mồi dài dài hạn, giống như con sajuke nè. Con sajuke là cũng ok nè. Sajuke nhưng mà đánh con 95 đổ lên á, 95 nè, hoặc là con squat min nào, con west squat min nào mà 80 đổ lên nha, 80 đổ lên rồi à. Thêm con nữa gì mình cũng, nó cũng tương tự con squat min nào mà mình quên tên là ta, con smart squat, con max squat là 115, anh em có thể đánh những con đó, hoặc là anh em đánh những con nâu đai qua sọt lai dài cũng được. Còn mega max thì sao ta, theo mình thì mega max đánh nhồng không hiệu quả. Shop Vinh ở đâu hả? Vinh thì ở Sài Gòn, nhưng mà Vinh thì chuyên bán online. Bạn có thể tới nhà Vinh xem hàng cũng được, hoặc là mua hàng trên cái Facebook của Vinh là Vinh Ship Code. Hiện tại thì Vinh cũng vẫn chưa có cửa hàng. Vinh chỉ có cái tủ nhỏ thôi, trên bằng cỡ cái cửa sau lưng này nè. Nhưng mà cũng đủ cho anh em xem mua đồ. Nếu mà nói về mồi thì gần như Vinh có khoảng được khoảng cỡ 80-90% cái thể loại mình chơi luôn á, tất cả thể loại mình chơi luôn á. Đánh gần thì Vinh ít hơn, đánh gần thì có Vinh có chỉ có khoảng 5-6 loại thôi, nhưng mà nếu mà đánh lùa gần như là bắt được tất cả các cá ở trong nằm luôn, Vinh full mồi luôn. Chưa Vinh đợi chút xíu rồi, để anh em vô nhiều xíu rồi khoảng 8:15 hoặc 8:30 bên làm bốc thăm cho. Yên tâm, có mà. Mình làm chủ yếu cho anh em trúng mà, chứ đâu có sổ chừng nào trúng thôi. chứ không có sổ mà để không trúng đâu. Hôm nay là phải sổ thôi, trúng hết. Trúng hết dàn đầu này ha. Dắt cò. Chứ không có phải mà sổ mà không trúng rồi thôi, lần sau làm lại đâu. Mình làm là phải trúng. Mình làm sẵn hết rồi nè. Làm ở trong đây hết rồi nè. Chút xíu thôi mình sẽ thông báo. Để mấy anh em vô nhiều mình thông báo. Hello, chào Văn Thịnh. Hello, chào anh em. Anh em có cần gì thì có hỏi gì đó thì nhắn mình trả lời cho. Mồi cách câu như thế nào á? Mình nói về cái này nha. Con cá chẽm của Việt Nam mình á, thì theo Vinh á, nếu con cá mới nó ăn nhanh, nhưng mà con cá Việt Nam mình hiện tại nó đang khá là bể, thì anh em đánh như thế này, đánh chậm không thì nó cũng không có hiệu quả lắm đâu. Tại vì con cá là nó kích thích cái action. Khi mình đánh cái action á, nó đúng á, con cá nó sẽ, em bận không coi lại được sao không sao đâu, thì nếu mà trúng thưởng á thì mình sẽ đăng lên thôi, gì đâu. Cái người nào trúng như mình đâu có lấy ra để làm gì đâu, mình sổ cho anh em trúng mà. Bộ Phú Quý hả? Phú Quý dích nhiều cá. Bữa đúng là tụi em đi là 4 ngày 3 đêm. Nhưng mà cái lịch của tụi em là 2 ngày rưỡi là êm, 1 ngày rưỡi cuối cùng là có gió, nhưng mà nó không có quá giọt gió, khoảng 1 mét hơn thôi. Nhưng mà thật sự ra là đến cái ngày tối, mà cái ngày thứ hai á, thì có một anh dẫn em đi chung á, thì em có nói gì,
tại em thấy buổi tối nó gió bắt đầu nó đổi gió lên, anh em ăn cơm khoảng cỡ 8-9 giờ thì em mới nói là anh ơi em thấy là trời gió rồi đó, ngày mai tính sao. Cái thì anh mới nói là để ngày mai có gì anh tính. Thì khi mà mai sáng sớm em ra em thấy nó gió quá trời luôn, em uống thuốc không kịp luôn. Một ngày á em ói á, một ngày bữa đó là thuyền nó chạy vô 9 giờ nó chạy vô tới trong luôn, 8 giờ rưỡi 8 tiếng rưỡi nó mới vô tới bờ. Là em ói một ngày hai mươi mấy lần. Đúng ra này theo cái cảm giác của em, Phú Quý có cá và có cá lớn luôn. Tổng cộng là em dính theo cảm giác của em là 4 con cá cam lớn mà em chỉ bắt đúng một con thôi. Con đầu cực kỳ khủng luôn. Mà mình bắt không được, cái cần của em dở là không nổi luôn à. Em quýnh cái máy lớn nè, cần lớn mà em dở không nổi. Em dở lên máy, em quýnh là cũng hơi bạo lực xíu á. Mặc dù sức khỏe không có nhiều nhưng mà em đánh cũng hơi bạo lực, tại vì em ép không có cho con cá nó chui. Mà con cá nó vẫn vô. Thì bữa đó đi tổng cộng cá thì khoảng là nếu mà bữa đi chín anh em thì một người thì trung bình là khoảng 10 mấy ký, khoảng 15 ký đâu lại đó. Thì em trong đó thì em dính được một con cá cam, một con cá bé lão, với lại hai con cá nhồng nhỏ, với lại bốn con cá mú nhỏ mú đá như này là cũng to lắm, nhưng mà nó nhỏ như này thế này thôi. Thì gần như là chuyến đó anh em là thất thu. Nhưng mà theo cái cảm giác của em, nếu mà trời im bảo đảm bún sẽ có cá nhiều đó. Mà ở ngoài Phú Quý là người ta đánh bơm cũng nhiều lắm nha, đánh bơm cũng nhiều lắm, mà bữa đó em không có quay phim cái đó, đánh bơm nhiều lắm. Nói chung Phú Quý cũng đánh ok á, Phú Quý trời cũng ok, nhưng mà cái thời gian mình đi nó hơi lâu, nhưng mà được cái chi phí nó cũng thấp so với Côn Đảo thì giá hơi cao. What me now, anh hết rồi em ơi, em chỉ còn con 80 thôi, hình như vậy á, con squat minimal nhớ như vậy á, còn 80 thôi à, không 80, 115 với một con 65, còn con 95 hết rồi. Hello anh Lương Quốc Bảo, hello. Thì quay lại cái hồi nãy mình nói về cái action của con cá, khi mà mình đánh á thì vẫn đánh nhanh nha, nhưng mà mình đánh phải cái nhịp dần và nó lâu hơn một chút, chứ đừng có đánh mình sợ. Mình thấy cái đó không hay. Vẫn đánh nhanh, đánh sạc, xong nó giật, đợi cho con cá nó chìm, từ từ không đánh sạc, đợi. Anh em có thể đánh nhịp 1-2-3, 1-2-3, hoặc là 1-2-1, 1-2-1, 1-2-1, 1-2-1. Mình có thể biến tấu theo cái cách mình chơi ha, hoặc là đánh 1-1-1-1. Cái cách mà mình giật cần á, đánh 1-1-1-1 vẫn được. Anh em có thể biến tấu từ 1-1-1-1, 1-2-1, 1-1-1, có nghĩa là ba cái liên tiếp á, anh sạc, không dần, phải đợi nha. Thì cái đó là những cái mà Vinh cảm thấy cái đó nó hay. Còn nếu mà anh em đánh chạnh quá thì theo Vinh cảm giác không hay, trừ khi anh em đánh cá cháp thôi. Chứ nếu mà anh em đánh mồi minnow á, mà anh em đánh mồi giật cá măng cá chẽm á, thì anh em phải đánh giống kiểu giống như Vinh thì nó sẽ hiệu quả hơn. Và kể về cái dây, nếu mà cái đầm nó cá quá khủng, cá mà hàng từ hàng 7 đô lên không, thì anh em phải đánh số 8 leader nha. Dây thì anh em phải đánh 1.2 là ít nhất, là đến 1.5 số dây bi á. Còn nếu mà con cá mà nó dưới 7 kg, lâu lâu chọt có con á, thì anh em đánh leader số 7 thôi, hoặc là dây bi 1.2, hoặc là dây bi 100 cũng được. Đừng có đánh hầm dây lớn, dây hớn, con cá nó hay lắm, nó bây giờ nó thấy được dây luôn. Và khi mà anh em đánh dây lớn quá, cái mồi mà anh em tạo sành nó không có ra được. Đánh trong đầm là phải sử dụng dây nhỏ thì hợp lý nhất, theo bên là vậy. Rồi cá bên Côn Đảo thì cá bè trang thôi, cá nó không ngon. Còn bên bên Phú Quý thì cá ngon nhiều, cá cam nè, cá bè lão nè, rồi có con cá dài, mình không biết. Anh đi chung bánh dính mà mình không biết, nó giống như gần giống như cái phơm cá trâu vậy á, nhưng mà cái thịt, cái da của nó ăn giống như da của con heo vậy á, nó mỡ rất là ngon. Còn cá mú nè, mú đỏ rất nhiều luôn, anh em nào cũng dính 1-2 con á, có mình Vinh là không dính rồi. Nhưng mà Vinh được hên, Vinh cũng dính cá cam cũng vui.
Lấy sách vở ra ghi vào việc ơi. Đúng rồi. Anh Vinh chỉ like có một hai lần thôi. Nhiều khi ví dụ đây nhiều khi năm sau mới like lại đó. Thì kêu thằng Việt á, nó vô nó ghi lại hết đi, cái vụ vậy anh Vinh nói cái gì á lưu lại đi. Chứ nó đánh gì nó bể đầu quá rồi. Hello, chào tất cả mọi người. Để mic gần tí hả? Chắc anh phải đứng gần chút. Hơi nhỏ hả ta? Sorry mọi người nha. Nó cũng lớn lắm rồi đó. Nó lớn lắm rồi đó. Em đánh B1.5 nít đời số 7 dính con 7 ký. Lúc ra em nãy quát lưỡi mà một mình BK Titan luôn. Hên vẫn mắc được. Đó, ok. Ừ. Để mình đánh cũng chuẩn dây rồi đó. 1.5 nít đời số 7 cũng ok rồi. Cái trẻ em bể quá. Giờ Sài Gòn không biết đi đâu câu luôn anh. Bây giờ nó cũng thật sự là cũng khó khăn. Vì mình chia sẻ về cái điểm chơi ở bên Phước An bây giờ thật sự là nó cũng có những cái điểm chơi rất ngon. Nhưng mà ví dụ mấy anh em mà chơi mới á thì cũng sẽ khó có vô được những cái chỗ đó. Tùy vào cái mối quan hệ của mấy anh em. Thí dụ anh em chơi lâu, mấy anh em giao lưu nhiều thì mấy anh em sẽ cũng có những cái điểm chơi cũng được, cũng ok. Còn nếu mà anh em chơi ít, mấy anh em lâu lâu mấy anh em chọt á thì gần như mấy anh em chơi những cái chỗ dịch vụ bình thường thôi. Đó. Nếu mà muốn chơi mà ok ngon thì anh em phải chơi lâu, chơi thời gian nhiều, giao lưu nhiều vô. À, gặp anh em nào thích câu cá thì cứ hẹn chơi chung. Thì cũng có sáu bữa, cũng có bữa anh em sẽ cũng có điểm chơi cũng ok. Giờ Vinh thì được cái Vinh bán hàng á thì Vinh cũng có mấy anh em cũng giao lưu nhiều, người ta cũng rủ Vinh chơi, cũng điểm cũng người ta, nhưng mà Vinh cũng có cái giống như cái quy tắc á của Vinh á, khi mà Vinh đi điểm của người ta rồi là gần như Vinh không có đi điểm của cái đó lần nữa, trừ khi có sự cho phép hoặc là người ta dẫn Vinh đi lần nữa. Thật sự luôn, nếu mà bây giờ mà anh em muốn đi với Vinh á, thật sự là mình không có điểm chơi, Vinh chỉ chơi dịch vụ thôi. Mà Vinh chơi dịch vụ mình cũng thấy ok, Vinh nói thấy vấn đề gì đâu. Ví dụ giờ Vinh đi qua Đầm Mậu Vinh thấy cũng chơi cũng được nè, cái ngang nè. À, Đầm Mậu thì theo Vinh cũng ok đó, Vinh đánh thì gần như mấy đợt sau này là Vinh đánh là gần như không có lần nào mà bể đầu luôn. 3-4 lần không có gần nào bể đầu hết, lúc nào cũng có cá hết. Cái ngang cũng được, cái ngang thì câu có 100.000, ghe thì có 70 thôi cũng ok, nhưng mà phải lấy thuyền nha. Cái ngang với Đầm Mậu là phải lấy thuyền đánh, còn nếu đi bộ Vinh không ngon đâu. Tại vì mấy nay anh em câu ngâm nhiều lắm. Cắm sào cũng được, Vinh cũng thấy cũng ok, hồi bữa Vinh cũng bắt được hai con cá, một hai con gì đó Vinh không nhớ, nhưng mà chắc hai con. Và mấy anh em đi chung cũng có cá. Em may mắn nhà ở Cần Giờ còn một hai chỗ chơi phi được, còn nằm viết 12 giờ chưa đánh bóp vẫn đó nữa. Ok, vậy là mình quá may mắn rồi. Đánh gần lấy Sarosa hay chơi đít ít đúp, gần như hai con này nó gần như nó giống nhau. Vinh không nhớ lắm nha, tại vì thường á thì những cái dòng mà thấp á, ở dòng cao á thì hỏi Vinh biết liền à. Nhưng mà những dòng thấp á Vinh không có update cái thời gian của nó nhiều lắm. Nhưng mà theo Vinh á thì cha đít ít đúp có vẻ là nó mới hơn. À, gần như hai thằng này nó cũng xem nhau à. Anh em coi cái thằng nào mà mới hơn, anh em phải để ý thứ nhất là cái bạc đạn của nó. Coi cái thằng nào nó cao cấp hơn là phải để ý cái là cái bạc đạn. Ví dụ thằng Sarosa nó 6 bạc đạn mà thằng cha đít nó 7 bạc đạn thì có vẻ là thằng cha đít nó sẽ hơn, đúng không? Đúng không? Thứ nhất là cái đó. Thứ nhì là cái năm sản xuất. Cái năm sản xuất thằng nào ra nhiều mới hơn là thằng nó ngon hơn. Và cái body của nó là sao? Cái body là cái khung của nó bằng gì? Nếu cái khung của nó bằng nhôm là chắc chắn sẽ bền hơn là Chadis C4+. Tại C4+ bản chất của nó là nhựa pha carbon, nó sẽ không có bền bằng nhôm. Đó thì anh em có để ý cái đó một chút thì anh em có thể mua được. Với lại một phần là cái giá thành. Ví dụ như cái giá thành mà anh em, ví dụ giờ mình nói về cái Chadis đi, nó ngon hơn nhưng mà nó mắc hơn cái Sarosa nhiều quá. Thì anh em coi lại tại vì cái giá thành ha. Bữa đi Cà Mau, Chicodon chẻm lá lên nhiều lắm mà giờ không gửi hình con mồi dính cái cho Vinh. Cảm ơn bạn. Hình bên Chicodon Vinh cũng có nhiều, hình bên nhiều lắm. Anh em gửi bên cũng nhiều mà Vinh câu lên cá cũng nhiều nữa. Riêng về Chicodon, giác còn thật sự luôn, giác còn nó đánh rất là hay.
giá cồn nó đánh gần như là, ví dụ giờ 10 con đây gần như là 9 con hay riêng với giá cồn. Còn những hãng khác thì mình không dám nói. À, giá cồn mình đánh rất nhiều, giá cồn khá là hay. Giờ Tú vô cái sò thì chán thì Tú ghê á. Tú giờ Tú không có không có tham gia ở nha, tại vì anh đã chốt rồi. Tú tham gia không kịp rồi. Tú lúc nào cũng chậm hơn người ta. Chán Tú ghê. Tú ủa chừng nào đi câu lại Tú. Em đô luôn rồi, nó mất tiêu luôn rồi. Chicodon size 95-200. Chicodon hả? Chicodon size 95 hình như mình không nhớ, mình biết không nhỉ? Tại họ không biết có không nữa. Tại vì giác cồn bây giờ nha, bên bán được khoảng chắc khoảng được 5 năm rồi. Bán đồ câu được 5 năm rồi. Nghiên cứu nhiều lắm, ngày nào cũng nghiên cứu mấy tiếng hồ á. Nghiên cứu mà riết mà đầu bạc luôn nè, mộng chưa thành mà đầu đó bạc. Giác cồn thật sự đến giờ luôn là Vinh không thể nào nhớ hết tất cả các tên con mồi luôn và các size của nó luôn. Chỉ có những con mồi nào đặc trưng mà Vinh câu nhiều thì Vinh mới nhớ thôi, gần như là Vinh không nhớ hết được. Giống như con sơn sát thì Vinh nhớ, tại Vinh sơn sát Vinh đánh thường xuyên. Nó có là 45 nè, 52 nè, 58 nè, 62, 62 DDR, 68. Đã còn chắc còn nó nhiều sai lắm, mình không nhớ hết. Có thể là nó có sai 95 với 100, nhưng mà Vinh hiện tại là Vinh không biết. Vinh không biết. Tại vì ở đó thứ nhất là Vinh không có thấy cái hàng nó có. Nếu có hàng thì Vinh sẽ biết, nhưng mà hiện tại là Vinh không thấy hàng. Swatch Bin Now số 1. Watch Bin Now cũng ok mà. Watch Bin Now. Nhưng mà Watch Bin Now thì nó hơi khó đánh hơn Chicodon. Chicodon dễ đánh hơn chút. Nhưng mà Watch Bin Now thì có những cái Bình đánh cũng thấy nó cũng hay. Bữa Bình đánh cái con ở đánh cái chẽm mà con cá nhộng nó ăn vô ở bên cái ngang á, về hư con mồi luôn. Thì mình đánh những cái con mồi khác á, cá nó không ăn. Mình đem con squat minnow 80 á, màu bạc á, thì con cá nó ăn, mình về hư mồi luôn, không bắt được cá nhưng mà giờ hư mồi luôn, lủng nước lùm hết trơn. Còn lâu lắm anh ơi. Chán Tú ghê thiệt. Tú nó dính cá chẽm 20kg và nó bị phế vô cong luôn anh em ơi. Tính ra cũng hơn một năm rồi chưa đi câu lại với anh. Bữa rủ đi không đi mày nữa. Có dịp anh em mình đi chung rồi rủ đi không đi. Bây giờ nó tính ra một năm. Cần lô Shimano Scott Binner XR là bản cao nhất Scott hàn. Scott Binner Shimano á thì Shimano á thì Vinh không có rành lắm, tại vì thường những cái cần những cái dòng cá bát á thì có thể Vinh biết, nhưng mà dòng về đánh gền á thì tại vì dòng đánh gền Shimano là không phải là hàng cao cấp nhất. Những cái gì mà nó cao cấp nhất á thì có thể là Vinh sẽ biết nhiều, còn những cái dòng mà nó thấp hơn á, giống như Daiwa Shimano mà những cái gền cần dích á, Vinh không biết nhiều đâu. Nhưng mà có thể là Scott Binner XR là nó có Shimano, nó có nhiều cái con Binner lắm nha, nó có nhiều con Binner lắm nha. Nhưng mà nếu mà coi kỹ mà biết cái nó dòng cao cấp nhất là phải coi cái giá tiền, cái giá tát của nó bao nhiêu. Thí dụ cái giá tát của nó 80 ngàn, 89 ngàn hoặc là 90 ngàn, anh em cứ so giá với nhau thì có khả năng cái đó là cao nhất cấp nhất. Giá càng cao thì nó càng càng cao cấp vậy thôi. Em đánh con Dox, các con Mosuka cũng thấy hay, hợp tay với mấy con đó khác. Ok, con Mosuka cũng ok mà, Bình đánh cũng thấy nó ok, nhưng mà đánh thì cái cảm giác nó nhẹ nhàng hơn, tại vì do cái body nó nhỏ, anh em đánh phải hơi chậm hơn chút. Nếu mà đánh nhanh là nó hơi bay lên một nước, phải đánh chậm chút. Đi bán mình cho tư bản chứ không là em có mặt trên khách nào nữa. Thôi chịu đi, anh giỡn anh chọc em thôi á, thôi gán làm đi, chừng nào có tiền thì có điều kiện nhiều á thì chơi tiếp ha. Nhưng mà nếu mà mình mua thật sự, nếu mà cần đánh gền á, cái Scott Binner là cái cần đánh gền. Nhưng mà nếu mà cái cần đánh gền á, nếu mà theo Vinh á thì đừng mua Shimano. Thật sự đừng nên chơi Shimano. Nếu mà cái giá tầm khoảng 12-13 triệu á, anh em nên chơi dòng Roi Cơm. Nó là dòng Made in Japan mà cái cần rất là đẹp. Còn cái cần Shimano nhìn nó chán lắm, cái lăng nó chán lắm,
khả năng cái lăng của nó được làm tại Trung Quốc á, rồi nó đem qua Indo hoặc đem qua Nhật ráp. Nhưng mà cây cần của Shimano ít có cây cần nào mít da băng lắm, ít lắm, hiếm lắm. Boyson Ultima là khả năng là cây cần made in Trung Quốc luôn, nhưng mà ở trên đó nó không có ghi gì hết. Bên live thêm khoảng 10 phút nữa nha, 10 phút nữa gọi bên cho bóp thăm nha. Nãy giờ cũng live chắc cũng được khoảng hơn 30 phút rồi. 10 phút nữa đi, 10 phút nữa rồi bên sẽ cho bóp thăm. Shimano được cái theo mình thì theo bên thì cần dít của nó những cái bản hồi xưa á, cái bản mà cái bản mà Ocean Rigger mà hồi xưa á, mà cái bản đầu tiên á, nó được đánh giá là top 1 luôn á. Nhưng mà sau này sau đó là cái cần nó mít như băng nha, rồi sau đó là nó chuyển đổi qua thành máy Indo hết, rồi bây giờ nó cũng chuyển đổi là mít như băng, nhưng mà nó những cái hãng khác á, nó đã lên rất là nhiều rồi, hãng khác nó lên rất là ngon rồi, cái cần nó rất là đẹp rồi, thì Shimano nó bị đi xuống so với những cái thằng khác, giống như cần đến G này, đừng đến dích nè. Theo Vinh thì đánh giá cần Shimano không ngon. Đây qua với Shimano thì Vinh đánh giá không ngon. So với những thằng GDM ở Nhật nha, giống như hàng nội địa của Nhật nha. Còn nếu mà so với cái giá tiền của nó thì nó vẫn ngon. Tại vì Shimano ở đây ra cái cần dích với cần gần giá nó rẻ. À, còn nếu mà nói về cần gần mà đỉnh thì bây giờ theo mà Vinh đánh giá đó thì Zenith là số 1. Nếu mà nói về đánh gần nè, đánh bóp pin nè, nó là số 1. Không có cây cần nào hơn á hiện tại bây giờ ha. Nhưng mà cần dít thì khác. Cần dít thì bây giờ nó có những hãng, nó giống như bên đánh cây gamma mình rất là thích. Cây gamma đánh khá là khỏe, cái lặng nó đẹp lắm. Rồi cần Nature Boy hạng nặng á thì bên đánh giá cây Nature Boy là số 1. À, còn Shimano Daiwa thì gần như bên không quan tâm luôn. Tại vì anh em mua bất kể một cây cần nào cao cấp thì nó phải được đóng lên máy in da băng. Những cây cần không máy in da băng, đang nói về cần cao cấp nha, những cây cần không máy in da băng thì gần như nó không thể nào được gọi là cây cần đỉnh được. Tại vì cái thị trường của Nhật, tay nghề của Nhật á, nó được đánh giá rất là cao. Ví dụ đóng được đóng máy in Việt Nam đi, ví dụ cây cần 19-20 triệu thì cây cần đóng máy in Việt Nam anh em nghĩ sao? Hoặc đóng máy in China anh em nghĩ sao? Máy in Thái Lan, máy in Singapore anh em nghĩ sao? Chắc chắn là sẽ không ngon rồi, không ngon mà cây cần mến gì da băng. Em có ao nước mặn đánh màu mềm là bị con đó cắn nước đuôi, anh có kinh nghiệm với vụ này không? Thì theo Binh ha, có khả năng con đó là con cá cháp, con cá cháp nó ăn nước đuôi. Mình thử lấy những con câu cá cháp mình câu thử đi. Thứ nhất là con so sát, con đi chấp bi, nhưng mà so sánh dòng nhỏ thôi nha, chỉ 5-8 đổ xuống thôi nha. Con đi chấp bi, con đi chấp bi, con Banira, đó là những cái con mà mình câu cá cháp, mình có thể mình quăng ra, mình vũ cây cần cho nó xuống, cho nó nặng xong nhất có thể trước. Sau mình mở ráp ra ha, cho ráp nó hơi lỏng, nó cá cháp phải ráp hơi lỏng. Rồi sau đó cứ mình quay đều tay, thử coi con cá cháp nó có ăn không. Nếu mà nó ăn là chắc chắn đó là những con cá cháp nó nằm ở đó đó. Còn không, thứ nhì là con cá căng. Nếu mà đó nó có con cá căng thì mình lấy những con mồi minnow nhỏ như thế này thôi, mình học là cá sắt, mình quăng ra mình giật thử coi nó ăn không. Nếu mà con cá căng mà đúng, mà thực sự một con cá mới á, là nó ăn liền, quăng nó ăn liền à. Đó, thì coi nó dính không. Hello, chào anh Tấn. Mà rong nhiều quá đến mồi chìm là vướng anh, thì khỏi chịu thôi. Nếu mà đánh mồi chìm vướng, mình đánh mồi mềm thì cá nó ăn nước đôi thôi, không bao giờ bắt được. Vậy mình lựa chỗ nào mình sâu mình đánh thôi. Năm phút nữa nha, 5 phút mình bên sổ số trúng thưởng nha. Để anh em để lâu quá anh em nóng ruột. Hello, chào tất cả anh em nha. Còn con thứ ba là cá nóng. Ờ à, đúng rồi, cũng đúng. Em nói nó cũng đúng, cũng chính xác. Nhưng mà cá nóng mà nóng ít lắm mà Tùng ơi. Cá nóng ít lắm. Đa số là con cá căng với cá cháp. Cá căng cá cháp nó ăn á.
chứ mình cũng không biết đâu. Mình câu mà mềm mà mồi nhỏ, cái mình câu cái đầm mà đầm ở đồng gì ta, đầm ở à, đầm Hai Ngọc, cái mình quăng xong nó đứt đuôi hoài, đứt đuôi hoài, cái quăng kéo nhanh hơn chút xíu cá nó ăn thì nó bay lên là thấy con cá chép, xong đem mồi con đi đi chấp bi á, quăng ra quýnh chừng một hai đường cá dính liền. Cá căng mình đánh R35 cũng được, cũng ok mà. Cá căng nó cũng dễ dính lắm. Cá căng nếu tính ra là nó dễ câu hơn tất cả các loại luôn đó nha. Mà có con cá căng mà nó càng lớn á nha, hồi nó táp anh em tưởng cá chẽm lớn không á. Mình dính con cá căng chắc khoảng một bàn tay rưỡi á. Nó là một cái đũng năng mà bóp bây giờ con bóp bự như nè. Cái đũng nó trời vô rồi. Vô cái chẽm lớn rồi. Ai ngờ trời ơi trời. Kéo ơn cá căng nhiêu đây rồi. Cũng phê lắm, còn nói về ăn thịt cũng ngon lắm. Cá căng cũng ngon lắm. Sau này anh em dính cá căng nhỏ lớn gì đừng có nhỏ quá nha, cỡ ba ngón đâu lên là anh em đem về ăn ngon lắm. Cá căng thịt rất là ngon, làm cái gì cũng ngon hết đó. Cá căng đúng rồi, cá căng 300.000 ký á vô đầm. Cá căng sau này là cá căng là nó đưa vô viện là quý hiếm luôn á vô đầm, thú quý hiếm á. Mà sau này chủ đầm có thấy không, là sau này em không còn có thấy, em không còn có thấy cá căng dính nhiều nữa hơn lúc trước nữa, em thấy không? Mà lúc trước dính quá trời luôn, làm như sau này từ lúc mà anh quay phim là núp YouTube mà nói cá căng ngon hay sao, mấy anh em rồi đem về hết trơn hay sao á, sau này không thấy cá căng nữa, lâu lâu mới dính con luôn á, thiệt luôn á. Bởi vì biết vậy hồi đó nói cá căng dở lắm, cho anh em thả xuống mình câu mình đem về mình ăn á. R35 lượm cá chấp hoài. Ồ, anh Tấn đánh cá sắc, dính cá chấp ok mà. Cá căng ăn phàm mà thịt nó ngon lắm, đúng rồi. Cá căng rất là ngon. Hello, chào anh Hoàng. Hello anh. Chút nữa. Phải, bây giờ sau này dính cá khó quá em ơi. Anh giờ kiếm con cá căng ăn cũng hơi bị khó luôn nha. Hồi bữa dính được con cá căng rồi, định đem về cái anh Ngọc nói hồi bình đưa anh con cá căng luôn rồi, buồn luôn, phải đưa luôn chứ làm sao. Mà giờ kiếm con cá căng. Alo, anh dẫn đi kêu cá kìa. Ok, bữa nào anh Hoàng dẫn em đi con cá căng nha, chỉ cá căng thôi nha, còn có cái khác nha. Bà báo kìa, đúng rồi, nói vô đó đặng. Quê anh cá căng gọi là cá heo. Em không biết, dùng miền thì ở đây kêu cá căng không à. Mà hồi trước tụi em không biết, cá căng tụi em dính nhiều lắm luôn á. Ví dụ một lần đi, một nhóm đi 4-5 đứa đi, dính khoảng tổng cộng mười mấy con cá căng á, dục hết. Không có con nào mà ăn cái bự nhỏ là dục hết. Tại vì anh biết sao không? Tại lúc đầu á, nhìn con cá căng cái người nó cứng quá. Cứng nè, cái gì ta, cái gai của nó nhiều quá, nghĩ thôi chuyện về làm cực quá, tao con nảy xương quá, tao không biết nó ngon, thôi đi dục bà nó đi. Rồi sau này cái bữa là có đặng á, đặng nó nướng cho ăn rồi nó làm kho rồi ăn á, ô ăn luôn trời, thích mê luôn, là đến giờ luôn là kiếm cá căng ăn mà không có luôn. Nếu mà bây giờ nha, một con cá chẽm 2 kg với lại khoảng ở 5 con cá căng mà mỗi con cá ăn 3 lại là lấy cá căng ngon hơn nhiều. Là chỉ có 1 ký rưỡi thôi à, nhưng mà nó ngon hơn con cá chẽm 2 ký rất là nhiều luôn, cực kỳ ngon luôn. Và có thể nói là cái thịt nó có thể nói là ngon cá cháp đó nha, có thể nha. Rồi mình không chắc 100%, nhưng mà cái vị mình ăn cảm giác á. Nhưng mà cá cháp thì được cái mình ăn sashimi, còn cá căng sashimi thì chưa ăn bao giờ, thì không biết sao, nhưng mà riêng mày ăn cái thịt bình thường kho đó là cá căng ngon hơn. À, ngoài Bắc tụi em nhiều cá căng à, chắc lại dí điện quá chịu sao nổi. Em dính một con cá căng màu vàng vàng có 2 sọc mà không biết cái gì, chắc cũng nghĩ là cá căng thôi. Cá căng mà nó nhiều giống thôi, cái trong nó cá căng nó có nhiều giống lắm. Nấu canh khóm bao phơi, đúng rồi anh, cá căng em ăn thấy ngon ghê luôn. Mà trước em dục không à, em câu được dính con nào là em dục con đó, dính dục liền luôn, khỏi gọng, khỏi chụp hình. Lúc trước á, tụi em câu ở vô trong nhóm đi, mà hàng nào mà dính con cá căng là tính thằng đó bể đầu luôn. Ví dụ giờ trong nhóm em mỗi người dính con cá căng, có thằng cuối, ví dụ giống như em đi, là mà dính con cá căng mà em không dính con cá chẽm cá chấp nữa là tính em bể đầu luôn.
là tính không có cá đó, nhưng mà sau này á là khi mà em dính được con cá căng là vẫn tính em có cá luôn, tại vì con cá căng nó ngon rồi, bây giờ đổi rồi, đổi phong cách rồi. Hello, chào tất cả mọi người. Cá căng muối dây bạc nướng muối ớt là nhất đắt luôn á chủ shop. Anh chưa ăn cái đó bao giờ, đâu có đủ đâu mà mình nướng muối ớt thiệt. Đem về nấu canh thôi á nha, nấu canh thôi á là phê rồi. Nấu ngó em à? Đúng rồi anh, em nghĩ nấu ngó cũng ngon, làm sashimi cũng như cá cháp. Lại chưa có dịp làm sashimi, tại vì dính cũng không có nhiều quá, dính cũng nhỏ 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 thôi, có khi 2 ngón, có khi 3 ngón, có khi 4 ngón, lâu lâu có con cỡ bàn tay là bự lắm rồi đó, nhưng mà đâu có đủ đâu làm sashimi. Bữa nào phải dính phải cái chục con mà cỡ bàn tay đâu đâu không á thì làm sashimi chắc nghĩ cũng ok. Nhưng mà con cá cháp mình ăn sashimi rồi cũng khá là ngon nha. Nhưng mà con cá cháp á, à quên quên sorry, là con cá đục á, cá bóng đục á thì làm sashimi vẫn ngon nha, nhưng mà cái da của nó hơi dai. Thì nếu mà anh em có làm cá đục mà sashimi á là anh em nên cái mặt da của nó đó thì anh em nên cắt 1 2 đường để cho nó mềm bớt đi. Rồi sau đó nếu mà được anh em xài cái lửa khè á, cái lửa mà trên bình ga, cái bình khè lên cái mặt da của nó đó thì con cá nó sẽ ăn ngon hơn. Còn cá đục nó cái da nó khá là dai đó, tại vì con cá đục mình không có lấy da được, lấy da nó cực lắm, chỉ có lấy mà bên bên hông là xong thôi. Còn còn cái xương của nó anh em đừng có bỏ nha, anh em đừng có bỏ, anh em bỏ vô chiên giòn chấm tương ớt tuyệt vời luôn, số 1 luôn. Cái xương của nó khi mà mình ăn sashimi á, cái xương đừng bỏ, cái xương của nó ăn tuyệt vời, mà đừng ăn cái đầu nha, cái đầu nó có một cái cục sạn bự cái này nè, cắn vô là gãy răng đó nha. 4 ngón size mát rồi không em dính con to hơn, em to hơn bàn tay luôn á, bàn tay á. Mà em thì chưa dính con cá lớn to, nhưng mà đặng nói có một người bạn á câu con cá căng 1,5 kg á, con cá căng 1,5 kg anh, nhưng mà em cũng chưa thấy, em chỉ nghe nói thôi. Sếp sắp xếp ngày lấy nước, em ra dắt đi làm bếp. Mốt sắp xếp ngày lấy nước em nước rồi em dắt đi làm vip kéo cháp với căng bao phê. Ồ ghê, dữ vàng dữ à, hay dữ à, hứa được làm được nha. Sao ngon bằng cá cam? Mày nữa à, mày bị chém á, nó mày bị chém á, mày bị chém nữa quá, mày đừng kêu nha. Ê, nói lúc tắt like á. Dạ. Ổng tả mà ổng tả mà ổng nuốt nước miếng thấy tội. Bóng đục quê em thái cả xương. Ôi, ăn xương sao được, xương nó cứng lắm, thái chừa xương chính giữa thôi, rồi xương cái đó mình mới chiên giòn, bỏ vô chiên là nó giòn à. Trời ơi, bóng đục mà để xương ăn sashimi chắc chết luôn á, ăn là đi bệnh viện ăn á. Rồi thôi, ok, cái thời gian bên live lâu quá rồi, cũng nhiều anh em, sợ mấy anh em đợi lâu ha. Thì Binh có làm trong cái này á, là Binh này Binh lấy thử cho một cái cho anh em xem nha. Không Bóc đấy bóc luôn hả, bóc là bóc luôn, rồi tự nhiên thử người ta, rồi người ta bóc một cái xui đúng không? à. Là cái này á, là Binh làm từ 00 đến 99, và có những cái như thế này. Binh để riêng biệt 3 cái đây, Binh trong đây là có tất cả các đủ cái của anh em luôn. Thì thí dụ giờ một cái phiếu á, thì nó cũng có một cái này giống như là cái số 30. Thì có một bạn là Quốc Anh thì bạn chọn cái số 30 này, không có người khác chọn. Thì riêng một cái phiếu này chỉ có một người đó thôi ha. Mình sẽ xếp lại vậy, rồi mình bỏ vô ha. Và cái phiếu thứ hai cũng nó có nhiều phiếu, người ta chọn số, là cái số này là cái số 18 nè, anh em thấy ha. Thì giống như cái này á, thì có 2 người chọn trùng số. Hai chọn người trùng trùng số. Giống như là Hải Fixin với lại Quỳnh Nguyễn Tiến Phát thì 2 người chọn trùng số. Thì để chút xíu mình sẽ nói về cái này, rồi để mình xếp lại ha. Là nó cũng có người chọn trùng số, tại vì bên cho chọn số tự do đó thì sẽ có khả năng thể trùng số. Rồi, anh em yên tâm để mình giải thích. Rồi và cái số này là cái số 17 của bạn Nguyễn Phương với bạn Bốc Phát và bạn Tấn Hải, chung một phiếu là số 17 hết, là 3 người đều chọn số 17.
Rồi, ok. Là mình sẽ nói tiếp về cái này. À, thì cái này ha, mình để đây ha, tất cả mọi người đều nằm trong đây hết. Anh mọi người yên tâm ha, tất cả mọi người đều có trong đây hết, không có sót một người nào hết. À, rồi, ok. Thì cái phần quà này á là Vinh sẽ tổng cộng là Vinh có đến 6 con. Một con giấc cò Panera DR mà dòng nhỏ nha, chứ không phải dòng lớn có cháp con suối nè. Con này cũng vậy, cũng dòng nhỏ luôn. Con này thì có cái cháp Panera DR. Con Bico Bico 65 có cái chẽm. Con TN 60 Chigon. Và cái con lớn nhất, cái con cái giá trị cao nhất Vinh đang bán là Vinh không nhớ lắm, như 809 á hay là 801 gì Vinh quên rồi. À, con giấc cò Rantarel thì Vinh sẽ chia thành 4 phần. Thì bây giờ Vinh sẽ sổ trước là con Vinh sẽ sổ trước là con 1 phần 2 phần 4 phần đúng rồi. Thì Vinh sẽ sổ trước con này đi ha. À, con Vinh sẽ chọn từ nhỏ đến lớn nha. Mình sẽ thử trước con này. À, con giấc cò Panera DR, con này có cái cháp anh em về thay đổi số 10. Con số 14 là ok. À, mình sẽ không nói tên nha. Tại vì nhiều khi sợ nói tên là nó tắt like á. Ha. Mình sẽ không nói tên, mình chỉ có nói là con Panera thôi nha, không nói cái tên đầu của nó nha. Panera DR ha. Rồi, anh em nếu mà có trúng thưởng con này thì thay cái lưỡi số 14 BKK vô là có cái cháp ok. Con này nó cũng khá nổi tiếng ở Bình Đại nè. Rồi. Thì nếu mà bây giờ Vinh bóc một, thí dụ Vinh bóc một cái này, một cái thăm này, một cái phiếu này, mà trong đây nó có đến 2 người hoặc là 3 người, thí dụ giờ nói 2 người đi, trong đây nó tên có 2 người, thí dụ giờ bóc là cái số 14 trong đây mà nó có đến 2 người, thì sao? Thì 2 người này Vinh sẽ ghi lại một tờ giấy mới và Vinh sẽ bóc lại lần nữa. Người nào thắng thì được lấy con này, và người nào thua thì sao? Yên tâm nha. Thua thì Vinh sẽ tặng một cái này. À, Vinh sẽ tặng một cái này là bao gồm là 5 cái móc cá, một cái cọng dây và 3 cái bịch lưỡi trong đây, cái giá trị của nó khoảng 150.000. À, để cho những cái người thua người ta không có buồn. À, đó thì anh em yên tâm, nếu mà Vinh sẽ bóc lại, nếu mà thua thì anh em sẽ được, cái người thua sẽ được cái này. Nhưng mà với điều kiện là phải thắng trước một cái này đầu tiên nha, còn nếu mà thua hoàn toàn trong đây thì thôi nha. Ha, rồi, ok, hiểu rồi ha. Hoang mang quá sếp ơi. Rồi ok Vinh chơi nha. Rồi con này đầu tiên nha, Vinh bóc thăm con này nha. Rồi đem lên như vậy. Rồi con số diễn ra, con số diễn ra, rồi ra mà con mấy con mấy diễn ra. Lại đi anh em. Thả tim. Gì đây, con gì đây? Đầu tiên nha, nhắm mắt nha, để cứ nhìn vô thấy nó kỳ quá. Rồi ok, bốc đại hên xui nha. Thì cái này nó có những cái nó không có có người chọn số, thì dẫn hạn giống như là số 01 thì nó xấu quá không ai chọn hết, thì nếu mà số 01 không có thì mình mở luôn, mình sẽ bốc tiếp nữa ha. Ok. Rồi thấy là có người đó nha. Võ Hồng Hải số 94. Wow, có người trúng rồi nè. Võ Hồng Hải nha. Rồi vậy là có người này trúng rồi. Hình như cái anh này, hình như Vinh nhớ hay sao á, anh này ở dưới Gò Công hay sao á. À, ok, Vinh sẽ để trong đây luôn nha. À, ok. À, nếu mà người nào mà nếu mà người nào mà thắng á thì anh em cứ có trúng giải á thì anh em inbox giùm Vinh nha. Rồi tiền inbox nhắn Vinh cái địa chỉ, số điện thoại. Rồi cái tiền ship anh em chịu dùng Vinh nha. Chứ tiền ship Vinh không có chịu đâu ha. Tại vì tiền ship nó có những cái nó cao nó thấp á. Thì có gì anh em chịu dùng Vinh nha. Cảm ơn nhiều nha. Anh em nào thắng thì nhắn inbox dùng Vinh ha. Ok, thank you ha. Rồi một người trúng giải Võ Hồng Hải số 94. Rồi cái đó Vinh sẽ cho cái giải thứ hai là hai con này ha. Thì cái con Bico Bico 65 với lại con Timon DR Panera, Timon DR mà dòng nhỏ. Thì cái combo này chắc cũng, thầy Vinh nhớ chắc cũng khoảng cỡ 600 ngàn á. Cái combo này khoảng 600 ngàn á.
À, con này cũng 380, con này 220, còn 600 nghìn. Ha, rồi, ok. Chơi nha. Rồi, vô tiếp. Không lâu. Không một có em anh. Ờ, ok, thì trong đây nó có số hết á. Thì bên nói, thí dụ bên nói vậy đó. Ha, rồi, vô. Gì đây, gì đây, gì đây. Số có ai đó, trọng dưới lên đi chứ, để kỳ quá. Nhiều khi có những người ta nằm dưới. Đó, lên cho nó đầy đủ, nó đều. Hỏi có ai thắc mắc gì hết. Ha. Đó, ok, ok. Rồi, nhắm mắt lại nha. Chơi thôi, anh xui. Vui nha. Rồi, em thấy có người trúng rồi đó. Hai cái là hai người trúng rồi đó. Rồi, số 99 maximum luôn. Hết số. Trương Gia Hiếu. Ồ, bạn này hên nè. Có người trúng luôn nè. Ồ, Trương Gia Hiếu. Số 99, bạn này chọn số lớn. Quá hên rồi. Số 99. À. Rồi, bạn Gia Hiếu, ví dụ bạn có xem like của Vinh á, thì inbox Vinh ha. À, địa chỉ, số điện thoại thì để ngày mai Vinh gửi ship cho mình. À, nhưng mà tiền ship mình chịu nha. Cảm ơn nhiều. Sếp dễ thương, cảm ơn anh. Em phục vụ mấy anh em mà. À, em phục vụ mấy anh em thì mấy anh em mới thương ủng hộ em mua hàng của em. Đó, chứ em bán online à, em đâu có cửa hàng đâu. Mà có mấy anh em cũng thương, cũng ủng hộ hoài à. Cảm ơn mấy anh em nhiều. Sẵn đây là Vinh cảm ơn mấy anh em nhiều luôn nha. Cảm ơn nhiều. Rồi, ok. Tới cái combo này. À, cái combo này thì con dắt cầu tim 38. À, con dắt cầu 60 tên 60 Gigon. À, với lại con Panira DR thì dòng có cá suối nha. Cá suối với lại cá nhỏ, ví dụ mình cá phi á, mấy anh em hay lấy con này con cá phi á, cũng ok. À, combo này thì chắc nó cũng xem 600 ngàn, con này 220, con này giá 360 cũng ok, cũng 600 ngàn ha. Rồi, ok, tiếp tục. Rồi, chơi thôi. Đó, lên thôi nha. Hên xui mấy anh em ơi. Rồi mấy anh em nào, ai may mắn nhất nha. Để nó đi sớm, hay mốt đi sớm. Hên xui, lắm. Lắm tiền. Ở nhưng mà khoan, có này cái. Mấy anh em coi đăng ký YouTube của mình đó thì đừng có mở shop nha. Tạo nghiệp lắm luôn á, thiệt á. Mấy anh em để shop rồi mấy anh em thấy cái video của mình lên thì chịu khó like giùm cái. Cảm ơn nhiều. Thì ví dụ YouTube của mình lên càng nhiều thì sau đó mình cũng sẽ làm giống vậy. Thì có thể là giải thưởng nó sẽ hơn nữa. Đó. Chứ đừng có mở cái khi mà xong xuôi cái mấy anh em bỏ súp tội lắm nha, tội nghiệp lắm nha. Trời ơi, cực lắm luôn á. Làm cực lắm á, không phải là quà không đâu mà mình mỗi lần mà mình làm như vậy mình cực lắm, mình tốn thời gian mình ghi tùm lum hết trơn á. Đó, bởi vì có đăng ký súp rồi đừng mở súp tội nghiệp ha. Ok, tiếp tục. Rồi vô. Ủa đâu có, không hình như là của có một bạn không anh Mãi đâu có đăng ký ta, em nhớ vậy á nha, anh Mãi hình như không có nha. Rồi, ok nha, rồi Vinh nhắm nhắc nha. Để không có thấy của người ta kỳ lắm. Ok. Cái số này không có ai, không ai mua hết, không ai lấy hết á. Số này không ai chọn hết, 50 nè. Ha. Rồi, ok, bên anh tiếp tục. Bảo ăn bên luôn. Rồi, tiếp. Làm lại. Rồi, bóc nha. Vậy đây, thấy là số trúng rồi đó. 68 số đẹp, lộc phát. Nguyễn Minh Quân, bạn này cũng hên nè. Có một người trúng thôi. Nguyễn Minh Quân. À, rồi ok. Bạn Nguyễn Minh Quân á, có gì nhắn bên cái địa chỉ số điện thoại nha, nhắn cho inbox Vinh nha. Rồi để ngày mai Vinh ship cho mình nha. Ok, Nguyễn Minh Quân 68. Rồi. Đó, mình ở đây như thế này. Ha. Rồi ok, để qua bên nha. Rồi cuối cùng là con Dentarel.
con này dễ thương lắm nha. Anh em mà trúng con này á, không câu á thì cũng treo ba lô rất là đẹp. Vinh thích kiểu giống như con bự như thế này nè. Rồi anh em mở lưỡi ra. Mở lưỡi ra anh em treo ba lô phía sau á, anh em đi câu nó đẹp lắm, nó dễ thương lắm. Dễ thương lắm luôn á. Đó. Nhiều khi á Vinh cũng muốn lấy một con Vinh treo á, nhưng mà tại vì hơi nặng á, Vinh không treo thôi. Vinh có treo hai con nhỏ vào trong cái cần của Vinh á, trong cái bao á, nhìn nó dễ thương lắm, đi câu nhìn thấy dễ thương lắm, có duyên á. Cái con này nào mà anh em dính á, anh em mà không có sợ nó chạy á, anh em mở lưỡi ra, xong anh em treo ba lô, treo phía ngoài nha, đừng bỏ trong ba lô nha, treo phía ngoài á, đi câu á nhìn dễ thương lắm, nhìn nó ra cái phong cách đi câu lùa lắm. À, rồi ok. Rồi, con cuối cùng nha, con này giá trị của nó hình như 801 hay 809 gì đó, mình không nhớ, Rantarel. Nó khoảng 70g. Về không câu thì chân cũng dễ thương ha. Ok. Bùi thôi mình ơi, số 10 à, số 45 à, số 30. Chúng cái quà quà mình lấy mồi liền. Shop có ghim số trúng không? Chút xíu mình sẽ chụp lại trên cái bài cũ của mình. Rồi với lại thì mình sẽ tạo một cái bài mới. Thì người nào trúng thì sẽ thấy à, yên tâm. Cái người nào trúng thì tự nhiên sẽ biết thôi à. Ha. Ok, rồi tiếp tục. Chơi, để anh em đợi lâu quá rồi. Này là giải đặc biệt nha. Đó, giải đặc biệt. Rồi ok, nhắm mắt nha. Chứ để vô kỳ lấy ra móc thay nhiều khi thấy móc vô kỳ lắm. Rồi nhắm mắt nha. Chơi. Này có ai đây? Trễ ha. 8:40 à. Rồi thấy có người trúng rồi đó. Sơ thấy có người trúng rồi nè. Trời, quả luôn. Tổng cộng á là có 3 người trúng lận. Rồi quả cho shop rồi. Là số 90 số lớn. Là một bạn là Thương Hiền nè. À, một bạn là Hoàng Minh Phước nè, một bạn là Long Nguyễn. Là ba người này trúng một con này. Thì bây giờ thì cái trường hợp này thì sao? Thì Vinh sẽ ghi lại tên các bạn cái người này ha. Đó, và bây giờ là cái này là cuối cùng rồi. Thì Vinh sẽ ghi lại ba cái tên này, Vinh bỏ vô, Vinh bóc lại được nữa. Người nào mà trúng á thì được con này. Và người nào mà không có trúng, ví dụ ha, một cái người ở trên chúng Vinh móc đúng cái tên cái người trên thì cái người đó sẽ trúng cái con này. Và cái người hai cái người còn lại mà không trúng á thì Vinh sẽ gửi tặng cho hai cái người còn lại á là một cái bịch móc cá với lại khoan với lại khóa đó, trị giá 150.000 ha, để cho cái người mà không trúng á thì không có buồn ha. Ok vậy nha. Rồi ok, Vinh sẽ ghi liền. Rồi cái này là không có cần nữa tại vì hết giải rồi. Vinh sẽ đổ qua một bên luôn nha. Ok. Rồi Vinh sẽ ghi cái tên của ba người. Đó là bạn bạn Thương Hiền nè, số 90 nè. 90 Thương Hiền. Rồi số 90. Tại vì cái này là có ba người, người ta chọn số 90 luôn. Ba người là chọn số 90 luôn thì Vinh sẽ bóc lại thêm lần nữa ha. Rồi tới đó là bạn Hoàng Minh Phước. Đó. Rồi thêm một bạn nữa cũng chọn số 90 luôn, đó là Long Nguyễn. À, mấy cái tên này á là Vinh lấy trên cái tên Facebook nha, không phải là cái tên thiệt của mọi người. Thì nếu mà anh em nào cái tên đúng cái đó thì Vinh mới đưa được, còn nếu mà không đúng tên thì Vinh không có đưa được nha. Rồi ok. Đó, có ba tên như thế này là bạn Thương Hiền. Vinh sẽ ghi đúng cái chữ 100% luôn, cái tên của người nào thì sẽ trúng đúng cái tên của người đó luôn. Thương Hiền. Rồi Vinh sẽ xếp lại. Rồi mình sẽ bỏ vô trong cái này nha. Đã, mình bỏ nè ha. Rồi kế tiếp nữa là bạn Long Minh Phước, mình cũng xếp lại. Rồi mình sẽ bỏ vô đây ha. Rồi kế nữa là bạn cũng số 90 là Long Nguyễn. Rồi ok, mình cũng sẽ xếp lại.
khép lại. Rồi Vinh sẽ bỏ vào đây. Ok, là đủ 3 nha. Đó, anh em nhìn ha, là đủ 3 nha. Rồi, ok, chơi thôi. Đó, cũng cầm con này cho nó hấp dẫn ha. Rồi, ok, Vinh sẽ chọn. Không thấy gì nha. Này là hên xui nha mọi người, chứ đừng có nói Vinh Vinh nào cũng đúng nha, tội nghiệp. Buồn heo luôn. Rồi, ok, nhắm mắt nha. Nhắm mắt là hên xui nha mọi người. Hên xui nha. Rồi, chơi. Vậy đây, số mấy đây, có ai đây? Đó, mấy anh em đọc giùm mình đi. Ồ, bạn Thương Hiền. Đó, là bạn có số đầu tiên. Đó, là bạn Thương Hiền, là bạn sẽ trúng cái con này nha. Chúc mừng bạn Thương Hiền nha. À, bạn quá may mắn đã trúng cái con lớn nhất và cái giá trị cao nhất ha. Rồi, còn hai bạn này còn ở trong đây. Thì là bạn Long Nguyễn và bạn Nguyễn Minh Phước. Đừng có buồn, thì Minh sẽ tặng cho mỗi người một cái bịch như thế này trị giá 150.000. Thì bạn nào trúng thì chịu tiền ship cho Minh nha. Rồi có gì nhắn tin giùm Minh nha. Ok, rồi Minh sẽ làm lại cái số mọi người trúng nha. Minh để đây cho qua một bên nha. Cái người đầu tiên là số 94, Võ Hồng Hải, những con giấc cồ. Con Banira DR. Võ Hồng Hải ha, một người. Rồi bạn số 99, Trương Gia Hiếu, chúng hai con này. Trương Gia Hiếu chúng hai con này ha. Cũng dễ thương, chắc cò. Rồi đến bạn số 68, Nguyễn Minh Quân, chúng con này. Chúng hai con nha. Đó. Rồi cái đó là chúng bạn được giải, đặc biệt là giải con Rantarel giá trị nhất ở đây. Con này là Rantarel trị giá 800 mấy chục nghìn. Thương Hiền số 90 ha. Và hai cái giải phụ của hai cái bạn này là bạn số 90 là Hoàng Minh Phước với lại bạn Long Nguyễn số 90, thì mỗi người trúng được một cái bịch này trị giá 150.000 ha. Rồi ok, thì Vinh sẽ up lên trên cái đâu mày mình à ghi mình lận đó, bà xã Vinh nhắn rồi Vinh ghi mình lận á, thì Vinh sẽ chụp lên cái mục mà Vinh tạo event trúng thưởng á. Thì anh em này trúng thì anh em nhìn vô cái, thí dụ người nào chưa coi thì coi vô cái. Và thứ nhì, Vinh sẽ nhắn lên một cái bài mới hoàn toàn luôn, để trên cho anh em thấy nha. Anh em nào có trúng thì liên hệ Vinh nha. Cảm ơn mọi người xem like rất là nhiều. Cảm ơn anh em xem YouTube Vinh một thời gian qua, mặc dù cái YouTube nó không có tạo ra cái lợi nhuận, cái kinh tế cho Vinh, nhưng mà cũng vì nhờ cái YouTube mà Vinh giao lưu được mấy anh em. Cái đó là cái chính mà để Vinh hoạt động đến bây giờ. Mặc dù YouTube nó không có làm cho Vinh bao nhiêu tiền á, thật sự luôn á. Vinh làm là tổng cộng chắc 5-6 năm á, mà YouTube nó chuyển tiền cho Vinh là 2 lần. Một lần là 2.3 triệu, Vinh nhớ vậy á. Một lần là 2.3 triệu, một lần là 1.9 triệu hay 2.2 triệu gì đó, là 2 lần. Hiện tại YouTube nó vẫn còn đang thiếu Vinh một trăm mấy chục đô á, 150 đô á, mà nó cũng chưa chuyển với Vinh luôn. Đó, thì trong vòng 5 năm mà Vinh làm rất là nhiều tiền trong cái YouTube, mà Vinh cũng nhận là không có nhiều tiền á. Nhưng mà cái đó cũng là làm cho cái mình cảm thấy là mình vui. Đó, thì cảm ơn anh em xem cái YouTube trong cái thời gian qua. Cảm ơn anh em rất nhiều. Mấy anh em mình thấy là có những anh em chỉ cần cái YouTube mà mình cái video của mình mà vừa nhảy lên thôi là mấy anh em coi liền. Thì cũng có mấy chục người á, cũng khoảng có 100 người là fan ruột á, là coi thường xuyên luôn. Còn những anh em khác á thì coi chậm hơn. Đó, thì Vinh cũng cảm ơn tất cả mọi người luôn coi YouTube Vinh và ủng hộ Vinh mua đồ của Vinh một thời gian qua rất là nhiều. Cảm ơn rất rất là nhiều luôn ha. Giờ cũng trễ rồi thôi, Vinh xin phép Vinh tắt like nha. Thì cảm
sẽ có hy vọng có dịp gần nhất thì Binh cũng sẽ làm một cái giống như vậy và nó lớn hơn chút để cho anh em vui à, chơi cho nó vui, lâu lâu mình có giao lưu với nhau nó cũng vui à, nhưng mà có thể là lần sau mình like không được đâu, mình like Facebook nó khóa của mình á, chắc chắn luôn lần sau là like dễ chừng nó tắt á. Thì lần sau có chắc có thể là Binh sẽ like mà like bên YouTube thì nó không có khóa, bên Facebook thì nó khóa, thì Binh sẽ like cũng kêu mấy anh em là đăng ký số trước rồi sau đó Binh sẽ like lên một lần nữa để công bố về mấy anh em nào chúng đó ha. Ok rồi, chào tạm biệt anh em nha và hẹn anh em cái dịp gần nhất ha. Bye, chúc anh em nhiều sức khỏe, gần tối rồi, chúc ngủ ngon nha, bye.